Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em bận mãi quá không kịp live cho anh em ít máy giặt nhé. Hôm nay mình sẽ live cho anh em con máy giặt là VR1000 nha anh em nhé. Thì con này là bệnh phổ thông thôi. Thì hôm nay mình sẽ live cho anh em và hướng dẫn anh em cách khắc phục và sửa chữa nó luôn. Thì con này hiện tại là đang bị lỗi H97 nhé và HAO. HA0 đấy. Thì hai cái này nó giống nhau, mình sẽ bật nguồn lên này. Cái này gọi dán luôn chữ vào đây là con nhìn thôi. Rồi, mình sẽ ấn khởi động luôn cho anh em nhé. Đó. Thì là khi bật lên là nó sẽ hiện lỗi luôn anh em ạ. Đó. Đây là H97 này. Ok. Thì cái H97 với lại HA0 là nó cùng một bệnh, cùng một chỗ. Thì H97 này thì nó sẽ liên quan bộ phận là sấy đấy, nhưng nhiều người không dùng sấy mà nó vẫn bị hiện cái lỗi như thế này, thì nguyên nhân tại đâu thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiểm tra và khắc phục nó. Thì mình sẽ tắt nguồn đấy nhé. Thì như mình đã nói thì nó ở bộ phận sấy, thì mình sẽ xử lý ở bộ phận sấy thôi anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em này. Bây giờ mình sẽ phải rút điện ra. Rồi, thì bây giờ anh em sẽ tháo hết những ốc ở đây nhé. Ở trên cái tấm này ra này. Và cái tấm đáy luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra này. Sau khi tháo hết ốc ra thì anh em lôi cái tấm tôn này ra thôi. Đó, thấy lỗ. Tốt. Con này làm gì có hộp xi lốc ở đằng sau này? Bó tay rồi. Như vậy là liên quan đến hộp xe lốc và không có thấy hộp xe lốc đâu thì nó báo lỗi là đúng rồi anh em ạ. Bó tay. Con này là của anh em thợ mang đến anh em ạ. Mình không tháo ra kiểm tra nên đến là mất mất hộp xe lốc rồi, cứ đi tìm hộp xe lốc này thì cô mà sửa bằng mắt. Như vậy là mình sẽ chỉ cho anh em luôn này. Đây là cái hai cái rắc này của hộp xe lốc, hiện tại là nó đang báo là không có cảm biến xe lốc, không có cảm biến ở dưới đáy lốc, cho nên là nó sẽ như thế này anh em ạ. Và con này chắc là hay là chuột nó tha mất hộp xe lốc thì không biết, này trong này lắm rác quá anh em ạ, chết không. Làm video cho anh em hướng dẫn thì hiện tại là không có hộp xe lốc thì em chịu chết rồi. Em cũng không kiểm tra luôn anh em ạ. Thế nên tháo ra bị mất thế này. Đây là hai giác cảm biến ở dưới lốc anh em nhé. Đây. Và hiện tại là con lốc đã bị mất. Đang bị mất. Cho nên là dẫn đến rằng là thôi. Như vậy thì không có video hướng dẫn, không có lốc đây thì sẽ không hướng dẫn anh em được cái H97 rồi và lỗi HA0 rồi. Thì mình cũng lối qua luôn cho anh em nhé. Thì chỗ khu lỗi H97 với lại lỗi HA0 này thì là nó có bộ phận hộp lốc nằm ở đây. Đây, ví dụ đây chỗ này thì hiện tại đang bị mất nhé. Thì anh em sẽ tháo cho mình hết những hộp tháo hộp lốc ra. Và ở đây nó có hai rắc như thế này, nó nằm ở chỗ vị trí lốc ở đây và một cái ống bơm này, thì anh em sẽ tháo ra vệ sinh cho mình hai cái cảm biến ở cái rắc cắm này nhé, vệ sinh cho nó thật khô đi đấy. Và cái bơm thì anh em vệ sinh cái bơm cho nó trơn su để nó bơm cái nước ở trong cái hộp xe lốc ra. Thì nhớ anh em hỏi mình là tại sao là không người ta không sử dụng sấy mà vẫn bị ẩm. Thì nguyên nhân là trong cái hộp sấy này, thì trên hộp sấy này là nó sẽ được gắn vào trong trong lòng. Thì khi người khách hàng mà người ta sử dụng, người ta giặt bằng xà phòng mà có bọt, thì người ta cho nhiều xà phòng quá thì bọt nó sẽ trào lên trên cái lòng này và nó chui qua hộp ống ở đây và nó sẽ rõ vào trong cái hộp sấy lốc, thì dẫn đến là nó tích lại trong vòng trong nhiều lần, nó dẫn đến là trong cái hộp sấy này nó bị ẩm. Cho nên là khi anh em mà không sử dụng sấy mà nó vẫn bị báo lỗi thì là do nguyên nhân là
bột là chỉ có cách để sử dụng là nhiều xà phòng, cho nên nó chui qua cái đường ống này nó đi xuống hộp xê lốc và dẫn đến cái cảm biến nó ẩm, nó sẽ báo lỗi về cái lỗi H97 và HA0. Hai nữa là về khí hậu bên về mình ấy, thì là nó sẽ không phù hợp, thì nó mùa nồm ẩm là cũng dẫn đến là nó bị ẩm ướt, vì hộp xê lốc nó nằm ở dưới mặt chân đáy này thì là nó bị ẩm ướt thì nó cũng dẫn đến là bị báo về cái cảm biến này đang bị ẩm và hộp sấy đang bị ướt, cho nên là nó sẽ báo lỗi là H97 và HA0 anh em nhé. Thì anh em chỉ có cần là vệ sinh sạch cái cảm biến đi, và nếu mà bơm kẹt thì anh em phải vệ sinh cái bơm đi. Ví dụ như cảm biến mà nó ok mà bơm nó bị kẹt, nó không bơm nước ra thì lúc nào nước cũng ngâm cái cảm biến đấy, thì lúc nào nó cũng báo là cảm biến đang bị ẩm và nước không bơm ra được thì nó sẽ báo lỗi như vậy. Thì hai cái trường hợp đấy là anh em phải là để ý cho mình ở cái hộp xe đó. Thì căn bản là hôm nay định hướng dẫn cho anh em nhưng mà tháo ra lại không có hộp xe ở đây, đâm ra là thôi thì mình sẽ nói qua như vậy để cho anh em khi anh em tháo ra nhìn thấy hộp sấy về anh em có thể là tự tháo ra vệ sinh. Đó, anh em chỉ cần nhớ cho mình hai cái giắc này, đây đây là cái giắc này, là giắc của cái bơm bé này, hai giắc này là hai giắc ở cái cảm biến trong hộp sấy này. Đó, thì anh em chỉ cần tháo ra, anh em nhắc ra là anh em lôi cái hộp sấy ra ngoài và anh em vệ sinh thôi, như vậy là được. Đấy, còn nguyên nhân mà dẫn đến như vậy thì bị báo lỗi như vậy thì chỉ có nguyên nhân là nếu mà anh em mà chở cho khách thì lên hỏi khách là cho giặt ít xà phòng thôi, hoặc là mua loại xà phòng nó không tạo bọt đấy. Nhiều người là cứ thấy quần áo bẩn là cứ đổ đầy xà phòng mà, thì dẫn đến là khi giặt nó tạo bọt, nó đẩy cái bọt vào trong cái ống này và nó khi nó tan ra nó sẽ tạo nước đi vào trong hộp sấy thì nó bị như vậy thôi. Đấy, thứ hai nữa là nồm ẩm, anh em cứ làm sao khắc phục được cho nó khô và sạch sẽ trong hộp sấy này là được. Với trong hộp sấy có nước anh em phải tháo ra xì khô đi là nó sẽ ok, hoặc là cảm biến này anh em phải để cho nó thật khô. Đấy, thì nguyên nhân nó chỉ như vậy thôi. Nhưng hiện tại là không có hộp sấy lốc thì mình sẽ nói sơ qua như vậy để cho anh em biết. Còn bây giờ là cái lỗi này như vậy thì chắc là chỉ giặt được thôi. Nhưng mà bật đây là mình đang bật giặt mà cũng không giặt được thì nó đang không có cảm biến thì nó sẽ báo lỗi rồi. Đấy, giờ mình phải đi tìm cảm biến mình gắn vào đây để cho người ta chỉ sử dụng được giặt thôi. Đó, chứ còn nếu mà như thế này là cũng không giặt được vì nó đang báo không có cảm biến anh em nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm thử cảm biến của nó vào anh em nhé. Đây con cảm biến này. Đấy, nhiều anh em đo nó như kiểu là một giắc mát nhưng mà thực ra là nó rất tác dụng. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm ở đây nó có dây chung là dây màu ghi. Đó, thì mình chỉ cắm vào dây màu trắng và dây màu đỏ này nhé. Đây, có nghĩa là chân này mình sẽ cắm vào đây. Đó, vào đây. Ok, phần hai chân này là mình đang bỏ ra ngoài. Đó, được chưa? Anh em nhìn rõ chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm vào và mình để cho nó giặt thử xem là nó có bị lỗi như lúc nãy không nhé. Nếu mà như này anh em mà hỏng bộ phận sấy mà chỉ muốn giặt không thì có thể làm như thế này. Ok, nào bây giờ mình sẽ cắm nhé. Vẫn giặt luôn này, khởi động luôn. Đấy, đã eloco loke rồi đấy. Đấy, vẫn như lúc nãy nhé, chỉ bật giặt không nhé. Rồi, lòng đã quay, chưa đi ba lỗi. Nó lên số là được, lúc nãy là chưa kịp lên số luôn. Thì mình sẽ lép như ok như này thì mình sẽ để như này để test giặt không đã. Còn nếu mà không có sấy thì thôi. Nếu không có sấy thì mình chỉ việc là cắm cái đấy vào và mình để cho vị trí nó khô thoáng là ok. Kể cả anh em giặt cho đầy xà phòng và vẫn thoải mái luôn. Vì là không có hộp sấy trong đấy nó không giữ được nước nữa thì là nó không vấn đề gì. Rồi, như vậy là 49 phút đã ok nhé, không còn báo lỗi nữa rồi. Đó, thì như vậy là anh em có thể là muốn toàn giặt không thì cũng có thể làm như mình là ok. Rút luôn cảm biến ra ngoài nhé. Nếu anh em mà muốn đấy thì rút luôn cảm biến để ra ngoài luôn, không cho vào hộp sấy nữa thì nó sẽ bền luôn. Thì mình sẽ dừng video đây nhé.
Đây nó quay rồi. Đã bơm nước vào nhé, rất là ok. Đấy, anh em là muốn chỉ giặt không mà không cần sấy thì sẽ làm như vậy, còn nếu mà muốn sấy vệ sinh lồng như mình đã nói là ok nhé.